Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Phủ Audio. Thì cái video ngày hôm nay thì tiếp tục là một series Vũ sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm mới, lại là mới, để cho mọi người có thể biết thêm nhiều sản phẩm hay và nhiều sản phẩm chất lượng. Thì video ngày hôm nay là một dòng sản phẩm loa. Nó không phải là mới mà nó là một series cũ và được một bản update, một big update rất là lớn đến từ thương hiệu của SE Audio Technic. Thì ở trên đây mọi người thấy cái màn hình Vũ đang cho bạn xem, đây là thương hiệu của Đức đó. Thì ở đây các bạn này trên web của nó, các bạn thấy cái web của nó thiết kế kiểu nhìn nó rất là chuyên nghiệp và đẳng cấp không? Mình đang sử dụng bằng cái remote TV á. Đây chia sẻ sơ ha, mình sẽ chia sẻ sơ các bạn ngoài luồng. Đây là dòng MF3 Pro, đây là phiên bản Pro của nó. Nó là một dòng Light Array các bạn. Vũ vừa mới mổ bụng cái con này, mà series này series mới bản update. Còn cái series mà Vũ mới mổ bụng cho các bạn xem mà coi được cái lồng kiến vào bên trong cái ruột á, đó là series cũ. Và ở dưới đây họ rất là nhiều like sản phẩm dưới đây bạn. Đây, rất là nhiều like, Light Array. Thì để những các bạn nào muốn quan tâm về cái thương hiệu này, các bạn có thể truy cập vào se-audiotechnic.de. Các bạn có thể truy cập trực tiếp web tại bên Đức để chúng ta có thể xem những cái like sản phẩm của hãng này đó các bạn ha. Đó, thông tin đầy đủ hết. Rồi, video ngày hôm nay Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là dòng Code Light. Đó là dòng Code ngày xưa Vũ hay bán cho mọi người và lắp rất là nhiều cho khách hàng. Đó chính là dòng Code 8. Và Vũ lắp cho karaoke đình nè, rồi lắp cho những cái F&B nè, luôn cả những cái quán cloud nhỏ, Vũ lắp nó rất là nhiều. Mà tại sao loa nó khá là nhỏ mà Vũ lại lắp nó cho những quán cloud nữa thì video này mọi người sẽ hình dung và sẽ hiểu hơn. Thì đối với cái dòng Code Light nè các bạn, là nó đặc biệt ở chỗ đây. Trước mặt các bạn đây là dòng Code Light. Đây Vũ để cho bạn xem. Đấy, đây là hai con loa series Code Light như trên hình mà Vũ vừa mới review. Đây. Cái mã của nó là COP 8 MK2. Ngày xưa nó chỉ có là cấp 8 thôi. Và bây giờ nó một bản big update của nó là MK2, nó thuộc dạng là hệ full range. Và các bạn thấy cái tem này không? Thứ nhất là đây là cái mã code. Nó vẫn là made in China các bạn, thương hiệu của Đức và sản xuất tại China. Vũ thì rất rõ ràng. Nhưng mà shipping là từ bên Đức về nha các bạn, chứ không phải là ship từ China các bạn ha. Còn cái logo này là nó biểu tượng trưng cho là những cái socket, những cái ngõ socket của nó là sử dụng bằng của Neutrik, là thương hiệu của Neutrik các bạn ha. Là những cái socket mà ngõ mà speak công á, để nó cắm loa vào. Rồi, Vũ sẽ tạm thời bỏ thùng ra đây để Vũ diễn giải mọi người xem. Rồi, mọi người coi trên đây. Đây là nó tiếng Anh không mọi người? Thì mọi người tự tham khảo ha. Đây là hình của con đó và đây là hình thực tế. Và chút nữa Vũ sẽ mổ bụng cho các bạn cùng xem bên trong cái ruột rà của con này nó như thế nào luôn. Đây, thiết kế con loa này. Với cái hãng loa SE Audio Technic, Vũ đánh giá họ ở cái góc độ là mỗi sản phẩm của hãng SE, luôn cả series mà IC38 đang hot nhất ở hiện nay ở bên Vũ, được khách hàng lắp rất là nhiều và khách hàng khen về mức độ âm nè, mức độ thiết kế nè, luôn cả cái độ hoàn thiện mà cầm trên tay của sản phẩm luôn. Đó, Vũ cũng đã review con này rồi và lắp vô nhà khách rất là đẹp, công suất thì rất là khỏe. Hay nữa. Đó thì các bạn xem những video trước ha. Còn video này mình nói về cấp 8. Cấp 8 thì series này sẽ dành cho những căn phòng có diện tích nhỏ hơn một tí xíu và đòi hỏi cái cường độ FPL cao thì cấp 8 sẽ giải quyết cho mọi người. Cái thứ hai là dành cho những cái quán cloud, những cái giải pháp các bạn muốn cho khách hàng có những cái không gian chill nhưng mà lại không thích những cái loa mà 3 tấc hay là 4 tấc mà nó quá to, thì chúng ta có thể chọn cấp 8 để làm những giải pháp là chúng ta có thể rải loa. Và với cấp 8 thì nó đạt được những cái cường độ FPL rất là tốt, các bạn có thể kết hợp rất là nhiều. Thì việc loa nó nhỏ thì nó sẽ giúp cho cái không gian quán cũng như là của đến căn nhà của khách hàng sẽ đẹp hơn và nó thẩm mỹ hơn và vẫn đáp ứng được cái cường độ FPL phù hợp đến cái người dùng đó. Rồi, Vũ vào cái cấp 8 cho các bạn xem. Các bạn nên xem, các bạn nhìn cái web thôi các bạn thấy là cái sự chuyên nghiệp và hãng này làm việc rất là đầu tư. Thì Vũ đã làm việc với hãng này khoảng được 4 năm hơn rồi. Thì trong quá trình lịch sử của họ, Vũ cũng đã làm rất là nhiều like sản phẩm của họ và càng ngày họ rất là tỉ mỉ luôn cả về nước sơn cho đến mọi thứ. Thì chút mùi bổ bụng cho các bạn xem bên trong. Đấy, thì đối với cái loa này á, là nó sử dụng là loa với một củ driver là chỉ 8 in, tức là chỉ có 2 tấc thôi nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ cho các bạn coi cái chỗ này. Cái chỗ này là cái đặc biệt nhất của con loa này. Đây, thứ nhất là nó đang giới thiệu về những cái cục modem của nó. Cái con hãng loa này các bạn, cái phụ kiện mà hãng cho đi kèm hoặc là mua thêm nó rất là chất lượng và rất là xịn sò luôn. Và đặc biệt các bạn thấy không,
Các bạn thấy đâu có thấy bát treo lo đâu các bạn. Nó được cái bát treo lo nó được đúc bằng gang nguyên khối và nó rất linh hoạt. Và cái bát của nó các bạn có thể lắp dưới, giữa hoặc trên để cho việc là tối ưu hóa cái hệ thống, hoặc là tùy theo cái địa hình lắp đặt để chúng ta có thể linh hoạt được việc lắp đặt. Trong đó thì con này nó làm việc rất là tốt luôn, cả phần bát được khách hàng khen rất nhiều. Thậm chí nhiều khi khách hàng không xài bát nhưng mà khách hàng vẫn xin lại cái bát đó để lại, nhiều khi sau này có cần xài việc khác. Đó, cái bát nó rất là đẹp nên khách hàng cũng phải xin. Đó là cái bát này. Đấy. Và bây giờ nó làm thêm một cái dạng bát nữa là bát U để cho chúng ta nhiều dạng khác, nó đa dạng hơn. Đấy. Và cái Vũ làm nữa là nó customize để nó có thể treo được những hệ thống, nó gia cố vào những cái con ốc như thế này các bạn có thể treo giống như hệ thống live ray các bạn. Thì chúng ta treo vào những cái quán có cái trần cao, hoặc là chúng ta muốn xả xuống mà chúng ta muốn thả thấp xuống thì đi bằng những cái sợi cáp như thế này để treo những hướng này để làm được cái tối ưu hóa cái hệ thống, cái góc phụ âm của cái địa hình đó nha các bạn. Rồi, ok. Vậy như vậy Vũ nói sơ qua bản vẽ, kích thước, thiết kế. Rồi, mình sẽ nói với các bạn về cái thông số kỹ thuật của con này. Thì đối với con này á thì các bạn thấy không? Âm 3 decibel thì nó sẽ độ phủ của nó, đây là cái dãy tầng nó đáp ứng được là 102 cho đến 16 kg. Và nếu dưới 10 được, nếu mà dưới 10 decibel tức là thấp hơn thì chúng ta sẽ được là 74 cho đến 20. Đấy. Và chế độ đánh là 8 ohm các bạn ha. Các bạn thấy cái góc phủ không? Góc phủ nó rất là rộng. Và thế mạnh của những cái dòng loa đồng trục như thế này các bạn, những cái dòng cốc thế này nè, là góc phủ nó rất là đều. Củ trep cho đến củ bass thì nó đều nằm ở trung tâm, thì cái việc nó dễ cho mọi người, thậm chí là nó rất là dễ tối ưu cho người kỹ thuật nữa. Nó sẽ đỡ mất thời gian hơn rất là nhiều, và góc phủ âm nó rất là đều. Vì trep mid nó đều cùng một hướng và cùng trên một cung đường đi, nên cái việc mình nó có những cái tỷ lệ lệch, ví dụ những cái loa mà chúng ta mà trep trên bass dưới thì chúng ta nhiều khi có những trường hợp chúng ta treo loa chúng ta đứng lên thì chúng ta sẽ nghe chép nhiều, mà chúng ta ngồi xuống thì chúng ta sẽ nghe bass nhiều. Thì cái con loa này nó đáp ứng được cái việc đứng lên hay ngồi xuống hay là bất kỳ góc độ nào thì bass chép nó đều bằng như nhau, trừ khi chúng ta đi ngoài cái góc phủ sống, góc phủ âm của nó thì nó mới nghe tiếng lệch. Còn ngoài ra nếu chúng ta nằm trong phạm vi của góc phủ âm nó thì tiếng nó rất là đều, thì nó rất là hay. Đấy, đó là sự khác nhau của những cái dòng loa đồng trục và những cái dòng loa mà high driver các bạn ha. Đấy, Vũ giới thiệu các bạn sơ. Và đây là cái này, đây là cái phần mà mắc SPL của nó đạt đến 132 dB. Các bạn thấy rất là kinh khủng các bạn, 132 dB nha các bạn, tức là rất là lớn, cực kỳ lớn, mà chỉ với một driver loa chỉ có 2 tấc thôi. Đó, như vậy chúng ta dựa vào tham số này chúng ta sẽ nhìn ra được là chúng ta sẽ trừ đi là khi mà chạy chương trình làm program thì nó sẽ rơi trừ 3 dB đi, nó sẽ còn là 129. Và re-emit tức là công suất liên tục nó, con này sẽ đạt được là mát nha bạn, mát mà liên tục mà không sợ đứt loa, không sợ bị vấn đề gì á, thì nó sẽ là 126 decibel. Đó, các bạn thấy khá là lớn không? Đây, còn nếu mà chúng ta tính theo watt thì nó đây, peak là 1000, còn chạy chương trình program là 500 và re-emit của công suất nó là 250W chỉ với driver 8 in. Đấy. Như vậy là Vũ review sơ các bạn về tham số kỹ thuật. Đây, Neutrik đầy đủ hết, mọi thứ là Neutrik hết. Rồi, kích thước cái này các bạn tham khảo sau nha. Rồi, bây giờ Vũ sẽ xin phép cho các bạn xem cái sản phẩm nó thực tế nó sẽ như thế nào. Mời bạn cameraman lại gần giúp mình. Vũ sẽ mở ra cho mọi người xem. Rồi cho mọi người xem cái phần thùng cho đến cái phần vỏ, cái độ hoàn thiện của sản phẩm này. Rồi, ok. Thì đây trước mặt các bạn đây. Đây. Các bạn thấy không? Nó rất là đặc. Cái tiếng á, nó nghe rất là đặc. Thì việc này nó đồng nghĩa với việc là phần lưới phải dày hơn. Và những cái phần ma sát, những cái phần đây phải được liền lạc và nó rất là khít thì mới tiếng. Còn nếu mà chúng ta mà làm sơ sài hoặc chúng ta làm hơi ẩu á, người Việt Nam ta gọi là ẩu tí xíu á, thì tấm này nó hơi mỏng. Thì cái này nó hơi mỏng thì chúng ta sẽ nghe là bong bong, nó sẽ nghe tiếng nó bong rất là mỏng. Còn khi mà nó đã đặc ruột á thì nó sẽ rất là dày. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Rồi, các bạn thấy nước sơn rất đẹp. Còn phần logo của SE thì hỏi nói rồi, họ là CNC. Đó, nổi khói lên. Nhìn cái logo cũng rất là sang nữa. Đấy, nói chung là về SE Vũ review khá nhiều rồi nên cũng không nói lại những cái chi tiết này. Rồi, nước sơn của con cốc 8 này cũng được thay đổi so với phiên bản cũ. Đây là phiên bản MK2, phiên bản 5 cấp thôi. Đó. Đấy các bạn.
Đấy, cái nước sơn nó rất là đẹp các bạn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, quay lại phía sau các bạn xem. Rồi, phía sau nó khác ở chỗ này. Cái phần cốc 8 này nè, nó có để các bạn thấy từ đến dòng chữ in đó các bạn. Thấy không? Nó rất chi là chi tiết và sắc nét về cái độ in. Mà đợt này nó cải thiện, nó nâng cấp cho chúng ta thêm một cái ngõ này. Để chúng ta, cái này các bạn thường biết để làm gì các bạn. Thật ra nó cũng giống như cái ngõ Spectrum này thôi. Nhưng nó khác ở một điểm là cái chỗ là nó dành cho những anh em làm công trình, làm những cái này chúng ta sẽ để làm cho gia đình thôi. Còn cái này chúng ta sẽ làm công trình, ví dụ rải nó tới 100 lo thì nó sẽ đỡ chi phí cho cái việc mà tiền chi phí xây bít công nè, rồi cho đến thời gian lắp đặt nè. Thì những cái ngõ này là dành cho những anh em làm dự án hoặc là làm công trình và với số lượng lo lớn, nhà hàng resort gì đó, thì chúng ta cần ngõ này rất là quan trọng. Đấy, thì nè, đợt này nó nâng cấp thêm một ngõ này, chúng ta nó sẽ xài được vừa xây bít công và vừa luôn cả ngõ này luôn. Đấy, rồi nó có tem sorry đồ ở đây thì tương đối đầy đủ, các bạn thấy không? Đây nè, đấy, nó ghi chữ cốc 8 rồi mã quét Siri rồi nè, những cái bát bắt lo nè, các bạn thấy đó, rất là chi luôn cả ốc. Những cái con này nó làm rất là chắc chắn, độ hoàn thiện rất là cao. Đây Vĩnh Hồng nè bạn, nhìn ốc vít Vĩnh Hồng nè bạn. Bạn quay gần cảnh vào cho mọi người cùng xem cho nó kỹ đó, các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ Vũ sẽ mở phần lưới cho mọi người coi. Rồi, mọi người chờ Vũ xíu nha, Vũ mở phần lưới cho mọi người xem luôn. Ốc này thì nó sẽ bắn trực tiếp vào gỗ luôn các bạn. Và con này là thùng mới luôn nha mọi người, chứ không phải là con cũ nha. Cái hôm bữa đúng ra là cái video này Vũ đã quay cho các bạn rồi, nhưng mà rất tiếc là mấy anh em bán luôn rồi mọi người, để demo đây rồi khách đến nghe hay quá, rồi khách bưng cái con đầu tiên về rồi. Nên là cái con này con lô mới đấy. Còn đúng ra cái con đó bữa mình về đây được 2 tuần hơn 3 tuần rồi mọi người, nhưng mà khách đến nghe, khách ưng, khách xài luôn rồi đấy. Vũ sẽ tập trung giới thiệu các bạn những cái dòng loa hay, những cái chất lượng, nó ngoài về mặt thẩm mỹ, nó ngoài về mặt chất âm, mà nó về rất là nhiều thứ cho một sản phẩm. Đây Vũ cởi cho các bạn xem đó, một driver đấy. Còn cái driver này các bạn, anh ví dụ những bạn nào đi làm nó không phải cố định đâu nha, mọi người chỉ cần nhấn chỗ này nè, Vũ chia sẻ. Thật ra nhiều khi anh em làm anh em không biết, chúng ta nhấn bên trong này nè, nhiều khi chúng ta nại lên nó cứng á, thì chúng ta có thể mở cái này ra, chúng ta cầm như thế này, chúng ta nhấn ra, thì lỡ mà những trường hợp mà loa mà chúng ta mà nằm ngang á, mọi người chờ Vũ xíu, xin lỗi nha, Vũ anh ta hơi yếu rồi, để Vũ làm cho. Đây nhấn vào nó sẽ lồi ra, các bạn thấy không, xoay lại đấy cho nó dễ, cho nhẹ nhàng đấy. Thì những trường hợp mà chúng ta treo loa ngang, còn nếu mà chúng ta lo dọc thì chúng ta cứ giữ nguyên thôi, nói chung là tùy hoàn cảnh thì mà chúng ta lắp đặt. Rồi, và đây là phần driver. Thì cái nguyên tắc của cái SE Audio, cái dòng mà có 8 á, thì á cái khả năng mà SE họ làm rất là tốt, có điểm là họ luôn luôn tối ưu ở một điểm dành cho những lo nhỏ, chính là họ luôn luôn tối ưu cái phần mid low. Cái mid low là cái độ dày của âm giọng mình, cũng như là cái phần đó là chỉ có những cái driver to thì mới làm được tự nhiên. Còn họ sẽ tối ưu tăng cường mic lô dựa vào những sự cộng hưởng, những sự kết hợp của cái thùng đó trong cái phạm vi lo của họ. Luôn cả dòng mà Isabam 8 như vậy, họ tối ưu rất là tốt cái việc này, nên Vũ đánh giá cao về cái khả năng mà họ tối ưu về loa nhỏ mà tạo ra mic lô tốt, thì ở đây làm rất là tốt cái chuyện này. Đấy, rồi còn cái phần gân ở trên đây, họ luôn đặt cái lỗ hơi ở phía trên các bạn. Thì vợ ngày thường lo full khác các bạn thấy là lỗ hơi nó thoát như thế này, nhưng mà họ đặt cái này tại vì sao các bạn, thì khi mà đánh như thế này cái lỗ hơi nó là một phần âm tần số thấp, thì nó đưa ra như vậy để nó tăng cường thêm cái khả năng tái tạo lô cho được cái con driver này đó. Chứ hôm nay chỉ là thay đổi một vị trí thôi là nó đã có một âm hình khác rồi đấy các bạn, thấy không? Mà hay sự quan trọng cái việc mà cộng hưởng không, nó rất là quan trọng. Từ lỗ hơi, chọn loại ván, độ dày của ván bao nhiêu ly, mỏng bao nhiêu, hay là cao độ như thế nào đó, thì nó cũng gây ảnh hưởng đến của âm thanh nữa. Nên cái người làm ra một sản phẩm loa, chúng ta phải nắm giữ cái kiến thức này rất là cứng luôn thì mới làm ra một sản phẩm rất là tốt. Đây rồi, bạn thấy quay là cận cảnh cái màn này, Vũ sẽ mở cho các bạn coi cái driver bên trong. Lý do mà nó, các bạn nhìn nó thôi, các bạn thiệt, thật ra chúng ta đánh giá con này nó chất lượng hay không mà nhìn nó xịn sò hay không. Ở đây vẫn là màn giấy, gân vải, hai gân được bôi dầu vô đầy đủ hết.
Đấy, còn đây là dòng lo đồng trục, nên cái này các bạn, cái nón này các bạn. Đây, thật ra nó là cái nón xuyên, tức là nón lưới. Nhìn quay video các bạn thì sẽ không thấy được bên trong đâu ha các bạn ha. Để Vũ không có cách nào cho mọi người thấy. Đó, nhìn video các bạn sẽ không thấy bên trong. Thật ra nếu chúng ta nhìn thực tế phía ngoài á thì cái nón này nè các bạn, thì nó sẽ là phần lưới, nên cái strap nó sẽ được xuyên qua luôn, nên không có bị cản ngâm các bạn ha. Nó là giống như tấm vải á, nôm na là vải. Rồi, một cái nữa các bạn thấy cái driver 8 inch, nhưng mà cái vòng này các bạn thấy không? To không bạn? To. Đấy, vành nè, sâu không bạn? Sâu. Thì cái việc to như thế này các bạn biết là cái con nó rất là lớn. Loa nhỏ mà con rất là to. Rồi, để Vũ mở cho các bạn xem. Đó, con ốc đầu tiên. Những con ốc luôn luôn có sơn. Trước đây Vũ đã review, các bạn thấy những cái đồ mà chính hãng, những đồ, những cái thương hiệu lớn rồi, luôn luôn những con ốc bên trong lúc nào cũng có một phần nước sơn trong này. Đấy, các bạn mà xài đồ nhập nhiều quá chúng ta sẽ biết. Đó. Rồi, bạn có thể để phía trước thì cho Vũ nhẹ nhàng hơn. Cameraman đứng lên, cameraman rồi. Rồi, để cho nó đỡ đau lưng. Cái máy này nó chạy từ từ lắm nhưng mà đầm. Rồi, ok, Vũ sẽ mở cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Tất cả những con ốc nè. Đấy, mọi thứ nó rất là bài bản và chỉnh chu, các bạn thấy không? Đấy, một sự đơn giản thôi. Chúng ta làm việc gì á, chúng ta mua hàng á, đa phần á là người khách hàng á là người ta sẽ mua rất là kỹ, người ta sẽ lựa những cái chi tiết nhỏ nữa. Đấy, rồi Vũ lấy ra. Đó. Trời ơi, to. To quá. Từ từ mọi người chờ Vũ xíu. Vũ lấy hai cầu ra trước. Đây. Đây. Cái con loa bạn đây, đầu tiên bạn có thể quay vào cái cụm phân tầng giúp Vũ. Các bạn thấy nhìn cụm phân tầng nhìn nó gọn gàng đẹp không bạn? Đây. Mọi thứ ở đây nó đều có mã code riêng hết nha bạn. Từ phần phân tầng cũng có cái mã quét riêng. Luôn cả những cái cụm này cũng có mã quét riêng. Đấy, tất cả mọi thứ. Đó. Có số series, bạn có thể zoom cận cảnh luôn. Đó, có số series các bạn thành nhìn đó, đúng rồi. Bạn thấy chưa? Khá là chi tiết và họ rất là kỹ, ghi là cấp 8 rõ ràng hết. Tức là cụm này là của cấp 8 là cấp 8, chứ họ không có lấy cái cụm khác gắn vào cái con cấp 8 này. Đấy. Từ phần hết luôn, thiết kế ra là được đánh giá từ phần hết. Đấy, MK2 các bạn thấy không? Rất chỉnh chu. Còn cái cuộn này nữa các bạn thấy không? Nhìn rất là gọn gàng. Đấy. Và đây là bông âm. Rồi. Rồi để Vũ lấy cái dây ra. Bộ Vũ tai Vũ yếu. Rồi, để mình làm xong hết đi rồi bắt đầu mình nói cho các bạn. Bạn dễ hình dung. Đấy, nhấn này vô lấy ra rất là dễ. Khách hàng mà muốn trải nghiệm con này, muốn chất lượng hay không á, giống như Vũ review có đúng như mà Vũ đang nói hay không, các bạn có đến tại showroom Thiên Vũ. Các bạn tự trải nghiệm, tự rờ, tự sờ, tự nghe để có một cái góc độ nhìn, đánh giá tốt nhất cho mình. Đó là quyền lợi của mình và mình được phép. Rồi, và đây chính là cái driver của cấp 8, lo đồng trục 8 inch của thương hiệu SE Audio Technique. Các bạn thấy không? Nhìn phần khung các bạn. Dây chắc và rất là nhiều like cố định. Tại vì các bạn, cái khung á mà nó được thiết kế với cái nhiều cụm cố định này á, nó sẽ giữ cho việc cái con loa này ở những cái cường độ lớn á, nó sẽ không có bị xảy ra những tình trạng lắc hoặc bị méo hoặc bị đá hoặc là bị giật khung, thì nó sẽ gây ra là sẽ sai âm ở phía sau, nó sẽ bị sai âm. Đó. Các bạn thấy cái khung không? 8 inch nhìn rất là chắc chắn luôn. Rồi, cái mặt trên này, cái driver. Các bạn có thể xem lại cái những video cũ của Vũ khoảng 1 năm đến 2 năm trước. Vũ có review con COP 8 rồi. Cái driver nó đã một phần nâng cấp. Luôn cả con trap đến cụ từ nó đã thay đổi rất là nhiều. Luôn cả cái phần này được CNC lại đúng cái thương hiệu logo SE. Các bạn thấy cái thương hiệu này không? Cái logo SE nè. Đấy, là phần này nó được làm như thế này luôn. Đấy, cho bạn quay hướng này cho bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Nó làm đúng luôn cái logo của SE luôn. Đó. Đó, còn đây là dành cho cụ trap các bạn. Phân tầng này, phân tầng trap. Ở trong đây nó có hai dây. Cái dây này là dây trap. Các bạn ha, dây này là dây trap. Dây mà kim hay là dây trap.
Còn phân tầng này dây dành cho củ mid, củ bass. Đó, nó hai dây cắm trên một driver lo. Đấy, còn cái bass thì nó sẽ cắm ở đây. Mọi người chờ một chút, bass thì nó cắm ở đây. Driver bass các bạn cắm ở đây. Đó các bạn thấy không? Driver bass thì nó cắm ở đây. Rồi mình xoay lại cho các bạn dễ hình dung thấy nè. Hãng làm rất là chỉnh chu. Tem dán cốc 8. Đấy chưa? Bạn lấy nét đi, đó lấy nét đi, ok. Thấy chưa, các bạn thấy con cái cụ từ, các bạn thấy nó to không? Nó to đùng luôn, nó nặng nụi luôn. Đấy, rồi cuộn màn nhện. Đấy, mọi thứ là nó rất là sắc sảo từ cái driver lo các bạn, rất là nét à, các bạn thấy chưa, bạn thấy thì đây là một cái driver mà nó giúp cho mọi người, nó giúp cho cái cụ lo có 8 có tham số là 132 dB. Các bạn thấy ác liệt không các bạn? Ác không? Thật ra không phải là nó chỉ có một mình nó làm được đâu. Nhưng mà thật ra để mà một con loa mà làm được cái FBL cao như vậy thật sự được rất là khó. Rất là nhiều hãng muốn làm như vậy. Nhưng mà nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Và ông SE này ông rất là chịu học các bạn. Giống như bạn có những thương hiệu ví dụ Nestle đi. Nestle cũng là một sản phẩm như driver nhỏ nhưng mà có cường độ FBL cũng rất là lớn đó các bạn. Nó còn hơn thua sau lúc đó. Làm được cái điều đó, sau đó mình tới cái phần là chất âm. Đó, lúc đó mới là chất âm. Rồi, như vậy là Vũ đã giới thiệu các bạn xem được một cái con loa cốc 8 chỉ với 8 inch và SBL đạt tới 132 dB, tức là cường độ âm thanh nó rất là lớn. Thì đối với những khách hàng nào thích chơi nhạc IDM, thích thẩm mỹ, nhà đẹp, loa hát hay, treo nhỏ gọn mà cường độ âm thanh nghe nhạc IDM vô tư thì chúng ta có thể chọn cốc 8. Còn nếu mà muốn lớn hơn nữa, muốn có sự đầu tư cao hơn nữa, đòi hỏi sát sao hơn nữa thì chúng ta có thể chọn cũng là thương hiệu ATE của Đức luôn. Và chúng ta sẽ chọn IC 34 hoặc là IC 38 với cường độ FL cũng lớn hơn cực kỳ luôn. Nhưng mà hai con này sẽ khác nhau. Vũ sẽ chia sẻ luôn sẵn tận dụng video này. Đối với con này thì chúng ta sẽ dành cho những phòng ngắn từ 4m, 5m quay đầu trở về. Thấy các bạn ha, tức là từ màn hình TV, nôm na là từ cái loa đến tai người nghe khoảng tầm 4 đến 5 mét quay đầu trở về thì cốc 8 làm việc rất là tốt và rất là đẹp. Nhưng đối với IC-M8 thì nó sẽ tối ưu về cái mặt là những cái phòng với diện tích lớn hơn, những cái phòng có hình chữ nhật. Là tại vì IC-M8 để các bạn nghe hay nhất của IC-M8 thì chiều dài tối thiểu các bạn phải đạt được là khoảng 38 đến 4 mét thì IC-38 mới thể hiện được tốt điều đó, vì nó vẫn là light array thì chúng ta ngồi gần nó không thể hay nào. Gần á thì chúng ta nên chọn con cốc. Còn nếu mà ngồi xa hơn, phòng to hơn thì chúng ta nên chọn IC-M8, có thể âm thanh có thể đi tới 10 đến 15 mét thoải mái các bạn ha, và đầy đủ giải âm. Đấy, đây là hai con, là hai hướng và hai chất âm khác nhau, và cường độ SBL hai con này có sẽ nhỉnh hơn tí xíu. Nhỉnh hơn 2 dB các bạn, 2 dB ở cường độ 130 mấy mà 2 dB nên rất quan trọng các bạn, và gấp đôi đồ nó mới lên được 1 dB các bạn. Đó, ha các bạn ha. Đó, như vậy là video này Vũ vừa giới thiệu các bạn một sản phẩm mới, vừa phân tích các bạn cái loa nào phù hợp với cái nhà của các bạn luôn. Thì nếu các bạn thấy cái video này hay thì đừng quên like và chia sẻ cho Vũ nha. Còn về giá con này thì đương nhiên hãng nâng cấp thì chắc chắn hàng cũng sẽ lên tiền. Ngày trước con này nó chỉ rơi vào khoảng 15 triệu 600, nhưng mà ngày nay thì hãng lên con này lên tới 20 triệu rồi các bạn. Nhưng mà đối với Vũ thì thật ra nó lên khoảng tầm 5 triệu, nhưng mà mình nhìn cái độ hoàn thiện của sản phẩm và mình nhìn cái sự đầu tư của driver lo và nhìn vào cái SBL cũng như là khả năng làm được những sự thay đổi và những sự nâng cấp của nó thì đối với Vũ vẫn thích bán nó, tại vì tiền cao nhưng mà nó cho mình một cái giá trị hợp lý trong số tiền đó. Đấy rồi, ok các bạn, nếu mà ủng hộ các bạn muốn nghe, các bạn đến showroom Thiên Phủ 79 Trần Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và sau cái video đây là video giới thiệu, hẹn các bạn video ngày mai sẽ là một video cho các bạn test thử chất âm của con này, và hẹn các bạn vào video test thử chất âm của con EV clip ngày hôm qua. Ok, để phối hợp được giữa con MV đó và cái con cốc 8 này là hai series nhỏ gọn dành cho các bạn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.